Vâng, quý vị và các bạn có thể dành cho Thu Ngân một tràng pháo tay để lấy thêm tinh thần không ạ? Vâng, một ca khúc tiếp theo xin được tới toàn thể quý vị. Ca khúc remix sôi động mang tựa đề Anh Muốn Em Sống Sao, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Công nhận hát hay, xinh đẹp, nhưng em cũng phải cảm ơn anh nhạc công đúng không ạ? Phối hợp rất là ý và âm thanh cũng rất là chuẩn.
Và hình ảnh em còn đẹp hơn khi mà có sự xuất hiện của Sang Studio đến từ ngã tư Xuân Mỹ. Đó tất cả ekip phối hợp ăn ý để làm chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Còn tất cả vị khách thì đã được lắng nghe với những món quà.